hờn, tình không là thơ, chỉ là trai đắng. Từ khi nhận ra tên mình gấp khuôn, để anh chìm trong hố sâu tình yêu. Đời bao nghiệt quang, mày tưởng mày thoát được tao hả? Đợi anh và em vào cuộc tình trở theo, dù cô cũng vậy thôi, chẳng thể chung đường. Mày mà lên tiếng, mày dọa đánh thì tao. Thì mình anh chịu nhiều đắng cay, hãy đừng trông đợi mong. Cuộc tình đã lỡ vội trong niềm đau, chỉ làm thêm tan nát những kỷ niệm xưa. Hãy giết tôi đi! Hãy giết tôi đi! Tôi muốn được vô tổ. Bộ gì mà vô tâm? Hãy tìm tao là tình yêu niềm đau, tìm về hạnh phúc ấy ngày xưa dịu êm. Cuộc tình mình không thể đẹp như bài thơ, thì tôi xin hãy quên. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác dễ chịu như vậy đó. Đúng là mình không sai khi quyết định về đây nghỉ anh Thành. À, mà anh đang nghĩ gì vậy? Lúc nãy khi cơm xong, mình nói không ngủ nhà ba mẹ mình về khách sạn. Anh có cảm giác ba hơi buồn. Có lẽ ngày mai mình về ở với ba mẹ em anh. Tưởng là anh suy nghĩ chuyện gì? Đó là do anh nghĩ thôi. Chứ ba mẹ em hiểu em mà, luôn tôn trọng sự riêng tư của con cái. Mà nếu như anh muốn thì ngày mai mình về ở với ba mẹ cũng đâu có sao đâu. Gọi cho anh ấy. Tại sao? Không, mình không được liên lạc với anh ấy nữa. Công nhận, thời gian qua nhanh thật. Mới đó mà đã gần 10 năm rồi. Em nhớ ngày chưa cưới em á, mỗi lần anh lên thăm em, mình đều ra chỗ này ngồi. Và lúc đó em đã khóc rất nhiều khi em quyết định rời khỏi Đà Lạt để xuống Sài Gòn với anh. Nếu bây giờ cho em quyết định lại, liệu em có theo anh xuống Sài Gòn hay không? Làm sao em có thể quyết định lại chứ? Mà thôi, mình đừng nói chuyện này nữa. Hay là mình đi ăn bắp nướng nha. Vậy em qua mua đi, anh chờ. Dù cô cũng vậy thôi, chẳng thể chung. Cho hai trái bắp đi cô.
thì để mình anh chịu nhiều đắng cay. Hãy đừng trông, đừng mong, vì cuộc tình đã lỡ vui trong niềm đau, chỉ làm thêm tan nát những kỷ niệm xưa. Mình qua kia coi thử đi em. Còn lại nỗi hối hận, hãy tìm quên niềm đau, tìm về hạnh phúc ấy ngày xưa dịu êm. Cuộc tình mình không thể đẹp. Em mua mấy thứ này chi chứ? Em thích, nhưng mà em giỡn với anh thôi. Em mua tặng mấy người trong công ty mà. Anh dễ thương quá, em mua cái này nha. Anh thấy cái này được không? Em muốn mua tặng cho Quyên, không biết cô ấy có thích không. Anh không biết nữa. Nhưng mà sao em lại tặng cho cổ chị vậy? Em muốn cảm ơn Quyên. Nếu như không nhờ có Quyên, vợ chồng mình không có chuyến đi ngày hôm nay đâu. Anh lấy cái này cho em. Đời không là mơ. Ở nhà sao rồi em? Công việc có ổn không? Anh. Hả? Anh sao vậy? Sao chưa thấy đồ nữa? Có chuyện gì vậy anh? Anh tính gọi về cho Quyên, hỏi thử tình hình ở nhà sao rồi. Kệ đi anh, cổ lo được mà. Anh à, em cảm ơn anh vì chuyến đi này. Anh làm cho em thấy hạnh phúc lắm. Anh à, em sẽ không để mất anh nữa đâu. Em khờ quá. Em đã mất anh bao giờ đâu. Anh. Em sao vậy? Em muốn được cùng anh đi ngắm thành phố vậy đi. Em muốn có một cảm giác thật bình yên khi ở bên anh. Em lại đây với anh. Nếu mày không muốn mẹ mày và em mày bị giết, đừng làm việc gì nhảy dù. Nếu không, tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Đi, không có ai hại chị đâu. Cô Hương nói cho tôi biết, cô này nói có đúng hay không? Dạ thưa cán bộ, không có chuyện đó đâu ạ. Nó nói dối. Tôi đang ngủ thì chị ấy tự động thức dậy và la lên như vậy, không ai làm gì chị ấy hết. Cán bộ đưa tôi đi. Chị bình tĩnh lại. Chị im đi. Chị làm ồn quá. Chị làm ảnh hưởng bao nhiêu người. Thôi vô giường ngủ đi. Cán bộ ơi, nó nói dối, nó muốn giết tôi. Cán bộ ơi, nó muốn giết tôi. Cán bộ ơi, tỉnh lại đi. Thôi lên ngủ đi em. Thôi vô ngủ đi. Lên ngủ đi. Thôi, không có gì đâu em. Đi. Cái chuyện nằm ở đây em đừng có sợ gì hết. Tôi buộc phải làm như vậy vì sợ trong bộ phận của chúng ta sẽ có người tiếp tay cho bọn tội phạm. Báo cáo sao? Dạ thưa anh, Hương cho biết mới qua mấy ngày mà tinh thần của chị ta khủng hoảng nhiều quá. Mới hôm trước chị ta còn tấn công Hương nữa vì chị ta nghĩ Hương là người đã hại chị ta. Nhưng có một đặc điểm đáng chú ý là chị ta nói với Hương không được hại tôi nữa, không được hại.
không được hại nữa, tức là đã bị hại rồi. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Như vậy, Diệt Minh tự tử là do bị ám hại rồi. Chúng ta đang đi đúng hướng rồi đó. Em nói với Hương á, tiếp tục tiếp cận Minh để lấy thêm thông tin. Dạ rõ. Dạ thưa anh, cái sim này bây giờ không thể phục hồi lại được nữa. Vậy cô ta liên lạc với ai? Chắc là với ông chủ. Vậy ông chủ cần gì ở cô ta? Không lẽ cũng muốn cô ta điều tra về số hàng đó? Khách sạn của em rất vui khi được hợp tác với công ty của chị trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Tôi sẽ hy vọng là như vậy. Thôi tôi về. Em chào chị. Alo, em nghe đây chị Oanh. Nguyên hả? Ở nhà sao rồi em? Mọi chuyện vẫn bình thường. Chị cảm ơn em nhiều nha Nguyên. Chuyến đi này rất có ý nghĩa với anh chị. Anh chị rất là hạnh phúc và tính là sẽ làm đám cưới lại nữa đó. Lời khuyên của em thật là chí lý. Anh Hòa dường như đã thay đổi hẳn rồi. Bây giờ anh quay lại như ngày xưa. Cảm ơn em nhiều nha. À, em chúc mừng anh chị. Em đi thôi em. Sao giờ này còn đứng nói chuyện điện thoại chi vậy? Em đang nói chuyện với Quyên coi ở nhà có ổn không. Anh nói chuyện với cổ chút nha. Em nói rồi nói làm gì nữa. Dạ. Vậy thôi nha. Có gì chị gọi lại sau ha. Dạ. Em chào chị. Bye bye. Vợ chồng anh ấy đã quay lại với nhau rồi. Đáng lẽ mình phải mừng cho anh ấy chứ. Vậy thì tại sao mình lại có cảm giác này? Chờ anh chút nha. Dạ thưa anh. Cho anh gửi chìa khóa. Dạ. Đi em. Phạm nhân Nguyễn Thị Minh thu xếp đồ đạc chuyển phòng. Dạ. Sao tôi lại tin anh đó? Tôi tin vào những lời ngọt ngào của anh. Anh quá tệ. Tôi hận anh. Ê, em thôi mà, đừng có làm ầm ĩ lên như vậy. Người ta biết thì kỳ lắm đó. Ầm ĩ thì sao? Ai biết anh lường gạt tình cảm của tôi làm chi? Nhìn cái bản mặt của anh á, tôi muốn cắn anh chết thôi. Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè. Ai kêu chị dạy thì chị chịu đi. Em mày đó. Tao đã sai lầm khi cho mày ở chung phòng với tao đó rồi. Mày còn cướp bạn trai của tao nữa. Em biết chị là đuổi từ lâu rồi. Nè, chị cẩn thận lời nói của chị nha. Ai cướp bạn trai của chị, chị lấy quyền gì mà đuổi tôi hả? Chị mày... nên nhớ chị chỉ ra tôi vòng phòng thôi biết chưa. Được rồi mà. Thôi đi. Tất cả là tại anh đó. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy hả? Không có gì đâu chị. Thôi xin lỗi chị, tụi tôi đi làm việc nha. Quay qua kia, qua kia. Rồi kiểu khác đi. Kiểu sao? Ok. Nè, em coi đi. Trời ơi.
ngồi đây đi. Mới đi chút xíu mà mệt rồi sao? Nhưng mà em muốn ngồi. Đi đi. Anh lấy hình ra cho em coi đi. Đây nè. Đó, đẹp không? Quá trẻ kiểu luôn. Nè. Anh chụp đẹp quá à. Đương nhiên rồi, anh chụp mà. Không khí ở đây trong lành quá. Dạ. Sao? Các người còn gì để nói không? Đây là nơi làm việc. Mấy người muốn chiêm chuộc á thì đi chỗ khác. Mai là giờ này á, khách đi chơi hết rồi. Nếu như để khách thấy thì làm sao đây? Đóng cửa khách sạn à? Thiệt là xấu hổ mà. Cô Quyên, tôi xin lỗi. Anh đừng có xin lỗi nữa. Tại sao cứ đi làm sai rồi lại xin lỗi vậy? Tất cả chuyện này là do anh mà ra đó. Chị ơi. Em thôi đi, chưa tới lượt em nói đâu. Cô Quyên, đừng có la cổ tội nghiệp. Cổ không có lỗi gì hết đó. Tất cả là lỗi của tôi nhận hết. Bây giờ anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Được, tôi sẽ đuổi việc một trong ba người. Ai sẽ nghỉ việc đây? Anh đúng không? Cô Quyên, chuyện nhỏ xíu à, có cần phải làm quá gì không? Không làm quá anh muốn tôi làm cái gì? Anh thử nghĩ coi, nếu như khách họ thấy chuyện này á thì sao hả? Tôi hiểu ý cô rồi, nhưng mà đâu có khách nào thấy đâu. Với lại tôi cũng nhận lỗi về mình rồi. Tôi biết mình sai. Tôi hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tôi hứa luôn đó. Tôi tạm tin anh lần này. Nhưng mà tôi cũng cảnh cáo mọi người, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi. Đi làm việc đi. Anh đó. Phải đâu. Thì ra anh ta là người như vậy. Nếu là người như vậy thì có gì mà phải nghĩ. Anh chụp thêm vài tấm nha. Anh chụp chung đi. Chụp chung ha. Rồi. Cười nha. Anh, mình lấy cảnh chợ đi. Cảnh chợ ha. Dạ. Quay lại. Anh, quay lại đi anh. Nhìn thấy ông Lâm đó. Anh nói ai? Ông Lâm bảo vệ nhà hàng anh Thuận đó. Anh nói sao? Làm gì có chuyện đó. Ông Lâm ông chết rồi mà. Đúng là ông chết rồi. Chính mắt anh đã nhìn thấy ông bị tông xe. Và chính anh đã đưa ông vô bệnh viện. Và chính từ miệng y tá nói với anh là ông chết rồi. Vậy tại sao ông lại ở đây được chứ? Làm gì có chuyện đó được. Anh à, ông Lâm ông chết rồi. Chuyện người giống người ở trên đời này là chuyện bình thường mà. Có khi nào anh bị qua mắt không? Hoặc là có ai đó giống ông ta? Người giống người cũng là chuyện bình thường mà. Anh không thể nào qua mắt được. Nè, em coi đi. Hình ổng nè. Đó, em thấy không? Nhưng đó, mà không thể nào khẳng định là ông ta được. Em nghĩ có lẽ anh nhầm rồi đó. Không thể nhầm được. Có chết anh cũng không thể quên được ông ta. Anh có cảm giác ông ta thấy anh cho nên bỏ chạy như vậy. Anh phải đi tìm ông ta bằng được. Anh đi đâu vậy? Anh đi tìm ông ta. Nhưng mà ở Đà Lạt này anh biết đi đâu mà tìm? Anh đi xung quanh chỗ đông người là sẽ tìm được thôi. Nếu cần mình sẽ thuê xe máy đi tìm tiếp. Anh... đi thôi. Anh đừng.
cho tôi hỏi, anh có thấy người đàn ông chạy xe máy màu đỏ cao cỡ vậy không? Có cặp mắt to. Cảm thấy à. Cảm ơn. Anh cứ tìm ổng tới khi nào? Em cứ để cho anh tìm đi. Đợi ra đây nha. Tìm như vậy hoài sao? Cứ để em tìm. Lên. Ta ở bên kia kìa, chắc là ông ta chạy xe ôm đó. Mình chịu khó ngồi đây, thế nào ông ta cũng quay lại đó à? Anh à, anh bỏ đi, em chắc chắn là anh lầm rồi đó. Anh đã nói là anh không lầm mà. Nếu như mà không lầm, có nghĩa là ông ta đang sống, mà làm gì có chuyện người chết sống lại như vậy chứ. Anh cũng đang tìm câu trả lời đây. Nếu như em không muốn đi với anh á, em có thể về. Một mình anh đi tìm cũng được. Anh muốn đi thì anh cứ đi một mình anh đi. Cho anh mượn điện thoại của em. Tôi lấy chìa khóa phòng 406. Dạ, cho em gửi gì. Cảm ơn. Dạ của anh. Cảm ơn. Cô làm ơn cho hỏi có thấy người trong hình này không? Ông chạy xe ở bên này nè. Dạ hả? Chú qua bên đó thử con. Dạ, cô có bên đó không? Nếu cô có gặp ổng á, cô điện thoại cho con số này. Chú có gặp hình này một chút. Thấy không rồi. Dạ, con cảm ơn. Đi kiểu như kỳ vậy? Tôi đi đường này nha.
thấy người này không chú? Đi rồi em. Biết chứ? Dạ. Mà dạ, chú không biết hả? Dạ vậy thôi cảm ơn chú. Không mà chú hỏi ông đi làm chi? Dạ ông là người quen của con. À, ông đi lạc lâu lắm rồi, bây giờ con kiếm ông. Giờ là ông đi hả? Dạ. Rồi ông đi chạy xe ông ngoài bệnh xe á, ngoài bệnh xe Linh Tình á. Dạ. Anh à, anh làm ơn cho tôi hỏi, anh có nhìn thấy người đàn ông này không? Anh với ông ta quan hệ sao? Dạ, ông ta là người nhà của tôi. Ông bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi từ lâu lắm rồi. Ông Lâm, ông Lâm! Chú cho con hỏi chú thấy người đàn ông trong hình này không chú? Không biết. Dạ. Vậy khi nào gặp ổng á, chú gọi giùm con số này nha. Anh Hòa, sao bây giờ anh mới về? Anh làm gì em gọi Hòa anh không nghe máy vậy? Anh Hòa. Đi. Anh Hòa, anh trả lời em đi. Anh có hiểu được cảm giác của em từ lúc em về đến giờ hay không? Anh hiểu, anh biết hết đó. Vậy mà để cho anh yên đi. Anh phải tìm cho bằng được ông ta. Tìm một người đã chết sao? Anh bỏ em ở lại đây một mình để đi tìm ông ta sao? Anh nhìn lại bản thân anh đi, anh có giống ai không? Anh đang tự hành hạ mình bởi một việc làm vô nghĩa đó. Ai nói với em là anh làm việc vô nghĩa? Anh chắc chắn là ông ta còn sống. Thì cứ cho là ông ta còn sống, vậy thì anh tìm ông ta có ích gì chứ? Anh có cảm giác như ông ta đang nắm giữ một bí mật nào đó. Anh cảm thấy rất là lạ. Ông ta giống như cái bóng theo anh vậy. Nhưng anh không thể bắt ông ta được. Chắc chắn ông ta có liên quan gì đó tới vụ án của anh hai. Anh tính đi đâu vậy? Tiếp tục đi tìm ông ta. Anh không tin là mình không tìm được ổng. Anh bị điên rồi anh Hòa. Cả ngày nay đi tìm ông ta chưa đủ sao? Em phải nói như thế nào thì anh mới chịu dừng lại đây? Em không cho anh đi nữa. Em không thể để anh tự hủy hoại bản thân mình bằng những chuyện làm vô ích như vậy. Anh đừng quên hôm nay là chuyến đi nghỉ của vợ chồng mình đó. Bà Oanh à, anh tin em đã thay đổi rồi. Em đã hiểu anh. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Em vẫn là em thôi. Em quá ích kỷ. Em chỉ nghĩ cho bản thân của em mà không nghĩ cho người khác gì hết. Em có hiểu được tâm trạng của anh lúc này không Oanh? Vậy anh muốn em phải làm sao? Chạy theo những suy luận mơ hồ của anh hả? Trong khi vụ án cũng đã kết thúc rồi, thủ phạm cũng đã bị bắt rồi. Anh không tin vụ án này kết thúc đâu. Tại sao lại có những suy luận như vậy chứ?
Anh có bằng chứng gì để khẳng định những điều đó? Hiện tại thì anh chưa có. Nhưng sau khi sâu chuỗi lại tất cả sự việc, tất cả quá trình diễn ra vụ án của anh hai, anh cảm thấy có cái gì đó không được bình thường. Anh có cảm giác chị Minh chỉ là nạn nhân thôi, và thế thân cho một kẻ nào đó. Và ông Lâm, ông ta là người có thể biết được tất cả chuyện này. Em thật sự không thể nào chịu đựng nổi những suy nghĩ của anh nữa. Không lẽ nếu như vậy là anh tiếp tục điều tra, tiếp tục tìm kiếm sao? Đúng vậy, anh sẽ tìm cho bằng được. Sau khi tìm được ông Lâm thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Quỳnh, anh muốn em giúp anh. Anh suy nghĩ suy luận như thế nào thì tùy anh. Em không thể nào theo anh được nữa. Em cũng không thể làm một việc vô căn cứ như vậy, mơ hồ như vậy. Anh Hòa, có thể anh còn ám ảnh bởi cái chết của anh hai, cho nên anh gặp ai, anh nhìn ai, anh nhìn cái gì thì anh cũng đều nghi ngờ hết. Nhưng mọi việc không phải như vậy đâu anh Hòa. Em xin anh, anh hãy dừng lại đi. Anh không tin những suy luận của anh là sai đâu. Nếu em không giúp anh, anh sẽ làm một mình. Anh sẽ ở đây cho tới khi nào tìm được ông ta mà thôi. Vậy thì còn em, còn chuyến đi nghỉ của tụi mình thì sao? Anh không nhớ là ngày mai dắt em đi đâu sao? Tạm thời mình dừng lại chuyện đó đi em. Bây giờ anh không có đầu óc nào để mà đi chơi nữa hết. Nếu em cảm thấy không thoải mái, em có thể về nhà ba mẹ hoặc về Sài Gòn luôn cũng được. Anh nói vậy mà anh nghe được sao? Anh đối xử với em như vậy được hả? Vậy thì em muốn anh phải làm sao đây hả? Chính em vừa nói em không theo anh nữa, hả? Em muốn anh phải làm sao em mới chịu đây? Quỳ xuống lại lục em thì em mới chịu hả? Em nhìn lại em coi, hả? Trong thời gian qua em làm được cái gì? Em làm được gì cho anh và anh hai của anh? Hay là em chỉ ở đó kêu ca rồi bắt anh phải suy nghĩ cho em? Em chỉ nghĩ cho em mà thôi. Nếu như anh đã nói như vậy thì anh cứ làm những gì anh cho là đúng đi. Chị Minh, từ hôm nay Phạm Vân này sẽ ở chung phòng với chị. Đừng cho cô ta ở đây, cô ta sẽ hại tôi đó. Cô ta không phải người tốt. Phạm Vân Minh, các buộc khác đã chặt hết rồi, nên chúng tôi buộc cô ấy phải ở đây. Chỉ có hai người càng không được. Cô ta không phải là người tốt. Đưa cô ta đi đi, đưa cô ta đi đi mà cán bộ ơi. Nếu chị còn la hét nữa thì chúng tôi buộc phải đem chị xuống phòng bị giam. Chị đang làm ảnh hưởng đến mọi người, chị biết không? Cô về chỗ của cô. Dạ. Cô không hại được tôi đâu. Khu 1 này á là ngày mai sẽ trả phòng. Dạ. Em nhớ cho người tới dọn dẹp nghe chưa? Dạ em biết rồi. Còn khu 3 và khu 4 á, chị Quanh. Ủa anh Hòa, anh ấy không về chung với tôi đâu. Tại sao vậy? Cô cứ đi mà hỏi ảnh. Thank you.
Cô làm gì vậy? Sao cô đụng vào người tôi? Tôi cấm cô đụng vào người tôi. Chị bị bệnh rồi, chị đang cần phải uống thuốc. Tôi không cần gì hết. Tôi không cho cô hại tôi đâu. Cô là người của ai? Sao cô hại tôi? Chị bình tĩnh đi chị Minh à. Em không phải là người của ai hết. Nhưng mà tại vì chị đang bị ốm, bây giờ chị bình tĩnh để cho em xem bệnh tình của chị như thế nào được không? Nha. Trời chết rồi, chị nóng quá. Để em gọi quản giáo. Quản giáo. Quản giáo ơi. Quản giáo ơi. Quản giáo. Quản giáo ơi. Có chuyện gì? Dạ thưa, chị Minh chỉ bị sốt. Để tôi gọi y tá. Dạ. Chị đừng có lo lắng nữa, y tá sắp tới rồi. Ờ, ông thấy. Dạ. Chú ơi, nếu chưa gặp được người đàn ông này, chú gọi cho con số này nhé. Chú tìm người hả chú? Chị có gặp người này không? Dạ chú. Anh ơi, anh có thấy người đàn ông này không? Dạ, nếu chưa gặp người đàn ông này, chú chỉ giúp giúp con đi chú. Dạ, cảm ơn. Dạ chị ơi, làm ơn cho em hỏi chị có gặp người trong hình không? Coi người này hả? Nhìn người này thấy quen quen. Để tôi đi hỏi chung cho coi có ai biết không thì dạ. Chỉ cho. Dạ. Nếu mà chị thấy thì phiền chị gọi điện thoại giúp em số này nha. Dạ. Có ai, có ai. Tôi xin lỗi đã có thái độ như vậy với cô, nhưng thật sự tôi không thể nào chịu nổi ảnh nữa. Ngày mai tôi sẽ đi khỏi nơi đây. Lỡ như ảnh về không thấy chị thì sao? Thì sao chứ? Cô nghĩ là ảnh sẽ buồn khổ hay là đuổi theo tôi sao? Ảnh đi tìm tôi sao? Cô nhầm rồi. Ảnh sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Điều ảnh quan tâm bây giờ là cái khác kìa. Có lẽ tôi đã lầm. Ảnh không bao giờ quay trở lại như cũ được. Cái chết của anh Thuận đã giáng một đòn quá mạnh vào ảnh, đã khiến ảnh thay đổi. Và tôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Tôi phải đi thôi. Chị à, chị đừng đi. Anh của ảnh cần có chị. Không, ảnh không cần tôi. Người mà ảnh cần là cô đó. Một người luôn cung cúc tận tụy, luôn vì ảnh. Thậm chí cô hy sinh cuộc sống riêng vì ảnh. Cô luôn có mặt khi ảnh cần, mà không hề đòi hỏi hay thắc mắc bất kỳ điều gì. Tôi thì không thể làm được như vậy đâu. Tại sao cô có thể làm được như vậy hả? Cô đừng nói với tôi là cô không có tình cảm gì với ảnh nha. Vậy thì tôi càng không có lý do gì để ở đây nữa. Chị đừng đi. Tại sao chứ? Tôi ở đây chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi mà. Tôi tưởng anh đã hiểu, nhưng mà không ngờ đến mức này. Mà cũng đúng thôi. Ngay bây giờ, thật sự bây giờ tôi mới hiểu được ảnh. Anh Hòa không yêu ai hơn chính bản thân ảnh đâu. Rồi cô sẽ thấy anh ấy là người như thế nào. Nếu như cô không cẩn thận, niềm tin của cô sẽ đặt sai chỗ đó.
Thật ra anh Hòa đang gặp chuyện gì ở Đà Lạt? Tại sao ông Trùm lại hỏi về khách sạn mà anh Hòa đang ở? Chuyện này là sao đây? Cho anh lấy chìa khóa phòng 406. Dạ. Cảm ơn. Alo, anh đây nè. Anh cũng đang tính gọi cho em đây. Anh Hòa, chị của anh vừa về tới. Anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy chị ấy rất là giận anh đó. Anh gặp ông Lâm ở đây. Ông Lâm bảo vệ nhà hàng của anh Thuận đó. Ông chưa chết em à. Cái gì? Làm sao có chuyện đó được? Anh cũng đang bất ngờ về chuyện này nè. Vậy anh đã gặp ông ta chưa? Anh vẫn chưa gặp được. Anh có cảm giác ông ta đang trốn anh đó. Anh phải tìm mọi cách để gặp cho bằng được ông ta. Chính vì việc này mà anh với chị Oanh giận nhau sao? Cổ không có hiểu gì hết đó, còn lớn tiếng với anh nữa. Thôi kệ cổ đi. Em biết không, lúc đi kiếm ông anh đã gặp một tai nạn. Một tai nạn rất đáng ngờ. May mà anh không bị gì đó. Cái gì? Em bị tai nạn thiệt sao? Nếu vậy anh không nên ở lâu trên đó nữa. Thì khi nào tìm được ông ta anh sẽ về. Vậy nha. Alo. Alo. Tại sao ông Lâm vẫn chưa chết? Tại sao ông ta lại xuất hiện đúng lúc anh Hòa đang đi nghỉ? Chung đường vì một mình.